Ngày 10 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, mưa lớn đã làm sạt lở đất đá ở nhiều tuyến giao thông huyết mạch trên địa bàn. Hiện địa phương đang tập trung lực lượng khắc phục để sớm thông xe và phục vụ công tác phòng chống lũ lụt ở địa phương. Mưa lớn đã làm sạt lở đất đá trên tuyến quốc lộ 40B, đoạn từ địa phận xã Trà Mai đi Trà Gion và tại km 108, km 116 và điểm đầu đập thủy điện Đắc Di 1. Ngoài ra, các đường giao thông quan trọng đi địa bàn các xã Trà Mai, Trà Cang, Trà Tập và Trà Linh bị sạt lở, khiến việc lưu thông bị ách tắc. Trước tình hình đó, huyện Nam Trà My đã huy động lực lượng, phương tiện san ủi tạm thời cho người dân đi lại, góp phần ổn định cuộc sống và sản xuất, nhất là thuận tiện việc di chuyển, ứng cứu, di rời, sơ tán người dân và công tác phòng chống lũ lụt tại địa phương.